Thì một ngày đẹp trời tại bãi biển Phước Tỉnh nha anh em. Từ Siêu đang cùng những anh em câu lạc bộ Phước Tỉnh bên tàu mô hình sẽ trình diễn cho anh em xem những màn lướt sóng tuyệt vời. Anh em hãy chờ xem, nhớ chờ xem nha. Nhiều khi những pha nguy hiểm lắm. Máy móc theo bình để chuẩn bị cho em nói hạ thủy nha anh em. Ba chân dịch ha, ba máy quá dữ. Máy này là máy ui 46 Dũng còn kéo ông Dũng ơi, chút rồi chạy coi thử ha. Lái gãy mẹ rồi, nãy quẹt đốt cây kia. Đi về. Hiện tại thì câu lạc bộ Phước Tỉnh có 3 thành viên ha. Nhân RC, anh Hùng. Đây Phạm Dũng nha, chiếc thu mua của Phạm Dũng. Chào khán giả đi rồi. Này chạy máy pin nha anh em. Ghe tên Tiến Đạt nha. Trước khi hạ thủy là phải kiểm tra kỹ lưỡng nha. Bên nước, bên đâu gì nè. Đây ghe đầu chiếc nè, cầu sim đó nha. Nhưng mà hôm nay thì không có đem dép theo, anh em thông cảm. Hiện tại trên bờ thì khán giả cũng rất là nhiều nha, để chuẩn bị xem màn trình diễn của những chiếc tàu mô hình này đó. Bây giờ hạ thủy em này đầu tiên nha, thu mua Tiến Đạt. Em ra ngoài sau qua hỏi sống đi nha. Rồi cái này của Phạm Dũng nha.
chỉ tục. Đăng lên YouTube đó. Anh trộn kìa. Chơi trên sóng nói chung là khó khăn nha anh em, không phải dễ như mình nghĩ nha. Đang lấy neo nha anh em. Chơi cái bộ môn này thật sự là mình không phải nói là rất là khó khăn nha, không phải dễ ăn đâu, nhất là chơi trên biển nha. Trên hồ thì nó dễ, không có sóng ha. Như các bạn đã thấy thì làm thủ công nha, ấm chết thuốc nước ra, đi ra hiểm, không dài máy luôn, quá dữ, quá chuyện nước rồi. Nhân RC đã bị trúng độc rồi, trúng độc rồi. Vô nước, thì chơi mô hình là cái lúc này là khó khăn nhất.
không biết mấy trăm ngàn nữa đây ha. Hiện tại chiếc ghe cào chiếc của nhân RC đã bị vô nước. Đây. Tàu lòng chiến sĩ.